Nhan sắc ngọt ngào đời thực của em chồng Khánh Thi. Em chồng Khánh Thi, đoàn Nguyễn Tố Trân có nhan sắc ngọt ngào như một viên kẹo. Vẻ ngoài xinh xắn của cô gây chú ý với khán giả. Đoàn Nguyễn Tố Trân có anh ruột và chị dâu là người nổi tiếng nên cô cũng rất được công chúng quan tâm. Đặc biệt, ngoại hình của em chồng Khánh Thi rất gây ấn tượng. Cô có một làn da không tì vết cùng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Hồi tháng 3 năm 2022, em chồng Khánh Thi lại gây xôn xao với đám cưới ấm cúng tràn ngập niềm vui. Nói về đám cưới hạnh phúc của em gái, Phan Hiển chia sẻ. Đám cưới em gái mình mà như đám cưới mình, hai vợ chồng mình chạy tất bật lo cái đám cưới này cũng lên bờ xuống ruộng. Nói vậy là vì đám cưới này được tổ chức sớm hơn một tháng, về mặt khâu tổ chức thì vất vả hơn mình phải tăng tốc. Khánh Thi cũng nói thêm, ngay từ đầu hai anh chị đã hỗ trợ các em tìm địa điểm tổ chức nơi set up tiệc cưới, nơi trang trí, rồi cả trang phục của cô dâu chú rể này gần như tất tần tật. Do đó khi mà đẩy ngày cưới lên thì chỉ chuẩn bị trong 11 ngày. Các bạn thử tưởng tượng 11 ngày mà chạy cái tiệc cưới từ A đến Z sẽ như thế nào, trong khi đó cô dâu chú rể chưa đi chụp hình. Chưa in thiệp mời và chưa có một cái clip nào cả cũng chưa ai có gì luôn. Nhưng chỉ trong vòng 11 ngày vợ chồng mình đã ngồi đây và sẵn sàng cho đêm tiệc của em gái, tất cả tình yêu là dành cho em gái. Hiện tại, cuộc sống sau khi kết hôn của em chồng Khánh Thi vẫn ngập tràn niềm hạnh phúc. Điều đó được thể hiện qua thần thái và nhan sắc của cô trong mỗi khung hình.